Mình đang có mặt tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái quang cảnh. Đây phía kia là cái cổng vào. Đây là cái nơi soát vé vào ra. Ở đây là cái cổng soát vé. Thì các gian hàng của các hội chợ năm nay của các doanh nghiệp, doanh nhân xứ Quảng đều tề tựu vào đây. Và một trong những cái điểm nhấn lớn nhất ở đây là cái điểm thu nhận làm căn cứ công dân và định danh điện tử do Công an Quảng Nam tổ chức cho bà con xa quê. Ở đây bà con từ Quảng Nam vào đây thì không có điều kiện về quê để làm căn cứ công dân thì có thể ghé điểm ở đây để trực tiếp làm tại đây mà không phải mất công về quê. Đây là một trong những cái điểm rất là cảm tình của tình nghĩa của công an cũng như là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của nói chung toàn tỉnh Quảng Nam dành cho bà con đi làm ăn xa. Đi ngang qua gian hàng thì đây có gian hàng đá hát cùng chùa Lá Gò Vấp, có lẽ là một trong những con người con xứ Quảng. Đi qua một cái gian hàng là Trầm Hương Tài Lộc. Rồi xin chào chị gái xinh đẹp. Ủa Trầm Hương này là mình ở địa chỉ ở đâu vậy? Duy Xuyên Quảng Nam. Duy Xuyên Quảng Nam hả? Nghe là gian hàng mình ở đây nhưng mà ở thành phố là mình có ở vị trí ở đâu? Ở quận 1. Vâng. Đây có rất là nhiều vật phẩm Trầm Hương. Anh, cái bên chùa Lá là của người Quảng mình luôn hả anh? Đây là dạ, thầy là người Quảng à? Ở đây dạ. Mình cũng người Quảng ấy. Dạ. Cũng đây người Quảng. Dạ. Này đá hát là như thế nào ạ? Hay là đá cái tên? Là một cái từ hồi xưa là về mới khởi điểm là trưng bày dưới tâm thanh của Quảng Nam á. Dạ. Tức là mình dùng cái từ là răng biển là đá hát trùng cơ, tức là đá mình đem trưng bày ở người biển. Dạ. Cái đá này là có mình có thể là mình đánh thành nhạc hay cái gì đó không mà? Không, cái này là đá này tự nhiên. Dạ, đá tự nhiên. Là tất cả mọi cái là thiên nhiên tự, nó tự nhiên mình chỉ về lòng. Dạ. Dạ. Mình đặt cái tên tác phẩm. Như vậy mỗi cái viên đá này là nó có cái hình thù đặc biệt mà nghệ nhân mình có tác động vào trong cái hình thái này không? Hình thù của nó không ạ? Không có tác động, chỉ là có mình đặt tên cho nó. Dạ. Ví dụ nhắn hạn như viên đá này. À. Ví dụ đây đơn giản như viên đá này. À, nó như viên này. Mình một chiếc lá. À, giống một chiếc lá hả? Thì mình kêu là chiếc lá. Đặt là viên cái đá này. Thì nó giống hình của phong cảnh. Giống cảnh. Phong cảnh tức là mình đặt một thón Hà Long. À, một thón Hà Long như cái non nước vậy đó. Như viên này. Như một vị Phật. Một ông Phật. Như một vị Phật. Đặt cái từ là Phật Hiển Linh. Thì nó rất còn tự nhiên. Như vậy là phải do cái nhìn của cái người nghệ nhân nó để tạo lên cái để đặt tên. Đúng rồi, đặt cái tên đó. Dạ. Thì cái người thường họ không thể nào hình dung ra được thì phải có nghệ nhân để mà họ nhìn ra được cái hình thế. Thì cái nghề nào nó cũng có một cái riêng của nó. Để rất là hay. Để lại có cái chân ở đây thật. Ở đây là cái gốc cây à? Đây là 12 con dốc. À. Cái này là trong này nó bao gồm nè, ví dụ như những chữ ký này. Cái hình này có cái hình luôn à? À, đây là hình của trời đất tạo đây phải không? Là tự xử. Tuổi thân á, có hình Tôn Ngộ Không. Cái này là con hợi, là con heo. Dạ.
Để tìm lăng rồng. Nó tự nhiên hoàn toàn. Dạ. Đây là một trong những cái tác phẩm mang tính hình tượng được đặt tên theo cái hình thù tự nhiên của trời đất đã tạo trong quá trình trầm tích trầm lắng của tự nhiên, và hoàn toàn không có tác động của con người ở đây. Chỉ có cái là để được đưa và đặt để lên những cái vị trí như thế này để những người như chúng ta có thể nhìn vào và cảm nhận được, thấu hiểu được lòng trời. Dạ. Cái này là có hàng triệu năm ấy, như vậy là qua cả một cái quá trình hình thành trái đất rồi, vỏ trái đất rồi, dung nham rồi, trầm lắng rồi, đến khi mà được trôi lên mặt đất, được con người tìm kiếm lấy, thì là cả một cái quá trình không đơn giản. Cảm ơn nghệ nhân ạ. Chú là gì ạ? Nguyễn Xuân Thịnh. Nguyễn Xuân Nhật ạ. Nguyễn Xuân Thịnh. Nguyễn Xuân Thịnh chắc bà con của chú Phúc luôn ạ, chú Bảy ạ. Dạ, có Quế Sơn đây. Đây cũng Quế Sơn. Dạ. Đây là cầu rồi đó. Dạ, nhà con, nhà con là ở ngã Ba Lòng, nhà con bán lòng, lòng sầu nghệ. Đấy là ngã Ba Lòng thì mình biết rồi. Dạ. Ở Đồng Đan á. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cũng hay vui đó, là nhậu đó. Ha. Dạ, nếu mà ngày xưa chú nhậu là nhà là chú cái bà mà bán là má con đó. Dạ. Đây thật là có duyên. Dạ, chào chú Thịnh nha. Dạ. Vâng, quay lại gian hàng Cầm Hương. Nghe bạn. Cầm này là cầm tự nhiên hay sao ạ? Cái hương đúng không? Hương không? Cái này là hàng vườn. Hàng vườn. Còn cái thứ sở trong này là hàng thiên nhiên. Thiên nhiên. Vườn tức là mình có tác động vào trong cái thân cây đó hả? Dạ không, cái này nó chưa tạo trầm, chỉ là cái gió thôi. Gió hả? Chỉ là cái gió thôi. Mới gió thôi, chưa trầm. Gió đẻ. Còn cái sợ như này là hàng rục, hàng chìm, nó cao. Thì tính theo gan. Thơm không? Nó thơm, nó thanh thanh mà nó nhẹ nhàng chứ không phải là nó gắt quá gắt. Đây, một cái sợi tạo từ thiên nhiên. Tự nhiên, đây là cây gió này là này trầm rồi đúng không? Đây trầm rồi. Trầm rồi. Kiểu của nó là tự nhiên luôn. Mình chỉ gọt những cái giác này ra. Bây giờ mình nghệ nhân là phải giác ra từng cái như vậy để tạo cái hình thù thật sự bên trong, nó nằm ở trong vậy. Này phải đạp rừng tìm trầm, một quá trình gian nan và vất vả, không phải ai cũng có thể làm được. Để hôm nay có những cái sản phẩm ở đây là bà con đã đi vào rừng tìm kiếm hàng năm trời, có khi lại nằm cái cây trầm lại nằm kế bên nó luôn mà mình cũng không biết. Dạ đúng rồi. Ở đây là các mặt hàng. Còn bên đây là gì chị gái ? Cái này là gì ạ? Bây giờ mình đốt để mình xong đúng không? Dạ, đúng rồi. Để cho các gian thờ này nọ mình. Dạ, đúng rồi. Rồi. Cái này là giá trị như nào, có bán là bao nhiêu vậy? Một hộp như vậy là 250. Một hộp như vậy là có giá là 250. Đỏ là vậy, là còn mấy màu này sao? Dạ, nó chỉ mình làm cái màu cho màu đó. Sắc cho nó đa dạng sản phẩm. Nhưng mà tất cả đều là một trầm. Vâng. Trầm cũng mang một cái đặc biệt là xua đuổi những cái điều tẩy uế, cái khu vực những cái nơi linh thiêng, tẩy uế rất là thích hợp cho những cái gian nhà thờ, bàn thờ gia tiên. Cái này đốt. Phải đốt. Và đây cái này là để mình bỏ, đây có cát nữa đúng không? Hay là dùng cái đế này thôi đủ rồi hả? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là có cát cắn hả? Như vậy. Cái đây là miếng chống cháy luôn. Dạ đúng rồi, cái đó là miếng chống cháy. Đây là một cái này mình gọi là cái gì? Cái này cái lư để đốt trầm. Đây là cái lư để mình có thể đốt trầm, rất là nhẹ nhàng. Đó. Một vài chuỗi hạt. Chuỗi hạt này mình có trị giá là bán thị trường mình là bao nhiêu? Sợi như vậy, cái này là chưa tạo cây gió vào thôi, chưa tạo thành trầm, một sợi như vậy là giá 250. Tất cả đều khoảng hai, còn những đây là nhang không tâm.
nhang này đốt trong một trường hợp nào? Dạ. Sao mình dạ. ít thấy thị trường là ít thấy nhang này? Dạ, cái này mình có thể đốt trong phòng, phòng ngủ hoặc cái bàn thờ hoặc trên xe ô tô cũng được. Cái thay để đốt trên xe ô tô. Rất là nhiều sản phẩm. Rồi, xin cảm ơn chị. Đây là các sản phẩm công ty Huy Minh Quang chuyên về giấy. Ideas Supreme.